Thằng này lái xe buýt rồi các bạn. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái cửa lại các bạn. Đóng cửa sao ta? Số 1. Wow, đóng cửa các kiểu lên luôn các bạn. Wow. Bây giờ coi là mình được lái xe buýt rồi nè các bạn. Đó, ông nghĩ nói chuyện giùm tôi cái này. Nó hoài. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quí Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái tập tiếp theo của cái tựa game My Village Live. Ok, thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái này là cái này. Đây mình vừa phát hiện các bạn. Đây, các bạn nhìn các bạn có biết cái này là gì không? À, có cái lỗ ở đây nè các bạn. Đấy, lúc đầu mình cũng chả biết các bạn, nhưng mình lại mình bấm E vào, bấm E vào một cái nó sẽ mở này lên. Đó, trong này nó sẽ có một cái như một cái khuôn như thế các bạn. Đó, và sau đó chúng ta lại sao hết được rồi. Ở đây, đó. Sau đó mình sẽ nhét một cái này nè các bạn. Cái này là các bạn không biết các bạn gọi là cái gì, nhưng mà mình gọi nó như là trà vậy đó các bạn. Trà mà như cái xác trà các bạn. Đó, sau đó mình bỏ vô đây, xong mình đóng lại, cái mình bấm ép một phát, cái nó ra cái điếu thuốc các bạn. Đó, mình bấm E cái nó đút vô lại, rồi mình cũng giờ cũng chả biết làm sao đây. Đây đó, và bây giờ chúng ta đã có cái điếu thuốc. Đó, phải rồi các bạn. Ok. Ơ, sao mình lại lấy điếu thuốc? Đấy, là cái máy này là cái máy gọi là tạo ra cái điếu thuốc các bạn. Đó, cái này gọi là hồi xưa ấy, người ta mà hút thuốc thì đâu phải mua một gói thuốc như mình bây giờ các bạn. Người ta phải lấy giấy là người ta gói với cái xác trà các bạn. Đó, mấy cái xác mà gọi là mấy cái cây cỏ khô ấy, người ta phải làm ra một cái điếu thuốc là bằng cái này đấy các bạn. Đó, thấy chưa, làm ra một cái này như vậy. Đó, đó, giờ mình làm sao để sử dụng nó ta? À đây, à mình lấy mình bỏ vô trong mình thôi. Đó, gặp điếu rồi bỏ cho mình, thấy chưa? Như vậy chúng ta khỏi cần gọi là tốn tiền đi mua thuốc hút các bạn, chúng ta cũng có thuốc sẵn trong mình. Ok, hiện tại đã là 10 giờ trưa rồi. Ở trời đất ơi, con quỷ chó đi ra chỗ khác, cho tao đi cây, đi ra chỗ khác. Tao đứng trước cái cửa nhà các bạn. Đây cho các bạn xem nguyên cái dàn xe của mình. Wow, nhiều cho các bạn. Sủa nữa nè, đứng ở đây kìa. Đây nguyên dàn xe của mình nữa các bạn. Mình đã lôi cái chiếc xe của chú bộ đội về nè. Dữ chưa? Chiếc xe chú bộ đội này mình cũng không biết làm sao mà để gọi là gỗ lên đấy các bạn. Chứ mà gỗ mà để ở đây thì chở ra mà cái chỗ mà bán gỗ thì nó rất là nhiều luôn. Đó. Ok, thôi bây giờ chắc mình phải đi ra chợ mình mua một số món đồ các bạn. Đấy, rút kinh nghiệm lần trước, lần này lấy cái xe màu cam đi cho nó lẹ, chứ mà đi bằng cái chiếc xe mà hôm trước ấy, đi biết khi nào mới xong. Ôi, sao có tiếng lớn như vậy? Rồi, ok. Đó, rồi đi thôi các bạn ơi, let's go. Wow, nhà bây giờ quá trời xe rồi, muốn đi đâu là lựa xe cũng mệt đấy các bạn. Rồi, mình sẽ chạy thẳng ra ngoài cái lộ ngoài này luôn. Đó, chạy ra đây. Đây chúng ta sẽ có một cái bến xe buýt để đợi xe các bạn. Nhưng mà bây giờ mình không đi xe buýt nữa đâu, đi lằn sợ quýu hết trơn các bạn. Ông nội chạy xe buýt, ông chạy cà lạng, tôi tưởng đâu là chuyến xe buýt cuối cùng rồi đấy các bạn. Phải ca trưởng thì biết trong cái thành phố này là trong cái khu phố này ai mà đề cử ông lái cái xe buýt trong cái khu phố thì luôn ấy, không hiểu thiệt sự. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lên một cái cánh đồng, một cái cánh rừng của chú Tư. Đấy, ổng vẫn còn đứng ở đây các bạn, phải chữa thiệt. Bữa nào ổng cần gọi là người lại cắt lúa, bữa nào mình hết tiền mình sẽ là mình cắt lúa tiếp ổng. Hello. Đây là cái cánh rừng này các bạn, trên đó nó sẽ có một căn nhà hoa đó các bạn nhớ không? Hôm trước thì mình có đến đó và mình thấy một cái gọi là một cái hòm các bạn, cái hòm, cái gương. Mình nghĩ là đựng xác của ai đó đấy, nhưng mà mình mở ra không được. Mà ghê quá mình cũng không dám lên lại chỗ đó các bạn. nhưng mà nếu các bạn nào mà thích thì mình lựa bữa nào tối tối ấy để mình lên trên cái nhà đó xem mình xem coi có cái gì gọi là lạ lạ trên đó các bạn. Đó không? Chứ xe buýt nó vẫn còn đậu ở đây các bạn. Rồi không? Mình phải làm mình kiểm tra mới được. Rồi nó đậu đây hổm gài mà chưa về nữa các bạn, phải nồi thiệt. Lu gì vậy? Tôi xuống tôi kiểm tra coi. Rồi, xe buýt có ông nội nào đậu đây vậy? Anh ơi, có sao không anh ơi? Ôi, có sao không? Hả? Là sao? Hey, người bạn, anh trai cái gì? Gọi là my boy, tức là mình đấy, để mình đấy. Bạn có thể lái cái chiếc xe buýt này không? Can you ride, tức là kêu mình lái xe buýt hả? Cái gì? Để mình xem dịch coi nhá. Người lái xe của chúng tôi đã uống hết mình, là uống rượu hả? Cuộc thi trong thị trấn sẽ sớm bắt đầu. Bạn có thể đưa chúng tôi đến phòng của săn bóng. Tôi trả tiền cho bạn. Tôi cũng cho bạn là sao? Tôi cũng cho bạn cái chiếc xe buýt này luôn hả? Cái gì đã vậy? Tức là chúng ta chuẩn bị diễn ra một cái trận đá banh gì đấy các bạn. Nhưng mà cái ông nội tài xế ổng uống xỉn rồi các bạn. Đây ổng ngủ luôn rồi các bạn. Và ông nội này đúng không? Lái xe buýt tới rồi. Ông nội này ổng nhờ mình đưa cái đòn này đến cái chỗ sân bóng. Và ổng tặng cho mình cái chiếc xe buýt luôn. Wow, nói chung là tôi không biết sao mà tặng một chiếc xe buýt là ngon rồi đấy. Đây là đội bóng quả cam. Ok, dễ mà, lên xe đi. Đưa đi hết luôn. Rồi, đây là thằng ông rồi đây. Hít đắt đồ các kiểu, tập luyện đồ. Như vậy là cái đội này là đội bóng nha các bạn. Trời ơi, đu xà đồ các kiểu. Rồi ông nội tài xế này sao đây? Xỉn quất cần câu luôn rồi đó hả? Nằm đây đi. Đó, rồi đi không? Rồi ok, tôi sẽ giúp ông cái chuyến này nha. Đây, ông lên đi ngồi luôn rồi đó, lẹ đi. Rồi ngồi đây nghe, rồi tôi sẽ đưa ông đi. Lên xe ngồi. Thằng này được lái xe buýt rồi các bạn. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái cửa lại các bạn. Đóng cửa sao ta? Số 1. Wow, đóng cửa các kiểu lên luôn các bạn. Wow. Bây giờ coi là mình được lái xe buýt rồi là các bạn. Rồi ông nghĩ nói chuyện gì tôi cái đi. Nó hoài. Ok các bạn, như vậy là hôm nay là chúng ta cũng đã được trải nghiệm lái xe buýt trong cái tựa game là cái game My Village Live này luôn các bạn. Đấy. Khi chúng ta chở ổng đến được cái gọi là cái phòng đá bóng ấy, chúng ta sẽ được sở hữu cái chiếc xe này luôn. Bất kìa này. Wow, bữa nào tôi lấy xe này cho tôi đi cạnh tranh với ông nội lái xe xe buýt ở trong thành phố quá. Phải nồi ổng lái xe mà ai cũng sợ hết trơn, có mình nên bà của tôi ấy, bà phái đi xe buýt của ổng. Tôi là các bạn thấy lái gọi là kỹ càng không cũng gây tai nạn các kiểu luôn. Đèn là các kiểu nè. Đó là xe mà nhá. Xe này mình sẽ có 3 cửa nha các bạn. Nói cái gì hoài vậy trời. Xe chúng ta sẽ có 3 cái cửa, chúng ta có 3 phím để mở cửa nè. Số 4 là mở cái đèn gì đấy, số 4 hả? 4. Nghĩa là mở đèn trong cabin các bạn. Wow. Bây giờ cái sân bóng nằm ở đâu ta? Chẳng còn đứng nhảy các kiểu nữa kìa. Không hiểu luôn. Đầu tính ra chợ mua đồ mà phải giúp ông nội này nữa. Làm hại chưa mua đồ gì được hết luôn. Mình nhớ không lầm là cái sân bóng nó sẽ nằm ở phía sau cái nhà của cha mình nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ chở về cái khu xóm. Cái khu mà chỗ khu nhà bà mình đâu đấy. Đây có trạm xe buýt nè. Thuộc tập luyện được các tiểu, nhảy rồi đung đưa được các tiểu nữa. Trước mình có con xe mô tô, xong cái con quỷ nó chạy nhanh như vậy. Xe mình đang chạy cầu hơn 100 km/h các bạn. Mình chạy không lợi nữa. Ủa nó chạy trước mặt tao thấy ghét không? Đúng luôn. Mày nó mày dám chạy trước mặt tao thấy ghét. Rồi đâu ai. Chết cha. Quay đủ cái lặt lên tao không? Dừng xe nó chạy tiếp. Phải nồi thiệt. Ơi vậy. Dừng xe nó chạy tiếp các bạn. vãi nồi. Thanh Ly bị đụng xong rồi dựng xe lên chạy tiếp. Mở đẹp nha các bạn. Trời bắt đầu tối tối xuống rồi đấy. Ok, tranh thủ đưa cái đòn này đến cái sân bóng sớm sớm để người ta chuẩn bị thi đấu. Ở đây như tới rồi nè các bạn ơi. Đây tới khu nhà của bà mình rồi. Cũng vụ gì vậy? Thì ông nội xe buýt kìa. Đây là để mình quẹo vào các bạn. Đâu rồi? Đây là cái khu mà nhà bà mình. Ở đây đây cái sân bóng đó các bạn. À như vậy là đưa cái đòn này tới cái chỗ này à. Rồi sắp tới rồi mọi người ơi. Đây xuống xe mọi người ơi. Tới rồi. Rồi. Ơ đâu chơi vậy? Ơ gì xuống lẹ vậy? À, tôi lùi lại cái. Gì mà xuống lẹ vậy? Rồi. Đâu rồi? Đó chân rồi. Hứ, đi xuống lẹ chưa mở cửa nó xuống rồi mấy cha. Để tôi mở cửa các bạn. Chúng ta sẽ có 3 cửa, số 1, số 2, số 3. Wow. Mở được 3 cửa rồi các bạn, ngon lành không? Cái xe mà nó còn ngon hơn cả chiếc xe của ông nội lấy xe buýt cho thành phố nữa. Ủa sao đưa vô đây lẹ vậy? Ồ, như vậy là đội bóng mình đã đưa vô trong cái nhà này rồi các bạn. Ồ, hình như mình được 10.000 nữa kìa các bạn. Được thêm 10.000 tiền nữa kìa. Wow. Ôi, chắc bây giờ mình phải lái cái chiếc xe này về nhà các bạn ơi. Ok, bữa nay có thêm chiếc xe nữa rồi đấy, đóng cửa lại. Ok, để máy lên. Rồi, đi thôi, let's go. Để tôi nhà mình đi về đường nào mình quên luôn rồi. Đây nhà của ba mình. Có đèn lên. Nhà mình đâu rồi ta? À, đây. Đâu, mất nguyên một buổi luôn các bạn. Rồi, đây. Đó đây là cái chiếc máy bay mình đang đậu. Có chỗ đó không? Tại vì mình nhỏng bánh rồi nghe. Wow, ok, giờ được đến nhà rồi các bạn. Rồi, bây giờ chiếc xe mình đang đậu ở ngoài kia rồi. Đụng chó luôn quá. Ok, ở trên quên mở cửa. Rồi. Ngon lành chứ các bạn. Đấy, các bạn, ngày hôm nay chúng ta đi một chuyến nên chúng ta cũng đã gọi là thu thập được thêm một chiếc xe mới. Đây là con xe buýt cho các bạn. Xe khách. Đấy, chở người được các kiểu luôn. Đó. Tranh thủ đi đại, cái mặt đại quá. Không cười. Ôi trời ơi. Đi cả buổi trời mới được về đái mà trời đái bị văng từ lửa ra cái cháu. Rồi xong. Ok. Tới thui nhà tôi riết. Không mở đèn hết đấy. Rồi. Như vậy là ngày hôm nay thì mình và các bạn cũng đã gọi là sưu tập thêm một cái chiếc xe gọi là ngon lành cành đào nữa rồi các bạn. Chiếc này thì nói chung là chở người được nhiều. Ôi, chiếc này chở hàng nữa không ta? Giờ mình chở gỗ mình đem lên coi được không ta? Để mình thử rồi nha. Cái búa, à cái búa này hôm trước mình mua rồi đúng không? Cái này cái, à cái này mới là cái búa. Từ từ để mình sửa lại cái, rồi. Chặt cái, rồi gãi này đi, để mình đem lên xe thử có được không? Chắc hàng cái này được không? Ủa, được nè. Ồ, như là xe này không những chở người được mà chúng ta cũng chở hàng hóa được luôn các bạn. Thì sau này chúng ta có thể là lấy chiếc này để chở gỗ được cũng được luôn. Ngon lành thật sự các bạn. Ok. Như vậy thì ngày hôm nay chắc cũng khá là bộn khi mình lượm được xe buýt rồi đúng không các bạn? Nãy bạn nào mà thấy video của mình hay, đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì cũng đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và các bạn nào muốn mình làm tiếp cái tựa game này thì đừng quên comment phía dưới. Và các bạn muốn mình dùng cái xe buýt này để làm cái gì thì các bạn cũng comment phía dưới mình biết luôn nhé. Ok, cũng không quên chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quí Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.